các bạn. Giống như iPhone 6 thì một cái phiên bản iPhone Plus 128GB cũng đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Và đây là cái phiên bản màu bạc, cái phiên bản có dung lượng cao nhất hiện nay. Giống như iPhone 6 thì nó vẫn có một cái thiết kế khá là mới mẻ, với không có cái tên sản phẩm ở phía ngoài. Chúng ta chỉ có tên cái sản phẩm nằm ở đây, iPhone 6 Plus Silver 128GB. Đây là cái hình iPhone 6 Plus, nó khá là lớn và nó được dập nổi ở trên này. Wow, cảm giác đầu tiên mở cái phiên bản này thì các bạn có thể thấy nó rất là lớn. Nó thực sự là một cây paperless. Chúng ta sẽ có một số cái phụ kiện như cái sách hướng dẫn. Và tương tự như các cái iPhone đã trước đây thì sẽ có cáp sạc. Có thể nói sự ra đời của iPhone 6 Plus đã thay đổi rất nhiều cái thiết kế về smartphone của Apple trước đây. Đây thực sự là một cái phiên bản light, nó light giữa smartphone và tablet. Thực sự thì rất nhiều cái thay đổi của Apple trên cái sản phẩm này nó giống với tablet hơn. Ngay cả cái cách chúng ta mở, chúng ta điều khiển trên màn hình, chúng ta mở web. Ví dụ đây là một cái giao diện xin.vn mà chúng tôi mở bằng web. Các bạn có thể thấy là đây là một cái giao diện thực sự dành cho tablet với những cái tin nóng nó nằm bên này. Và phần tin chính nằm này, nó khác biệt với giao diện dành cho smartphone. Smartphone thì nó chỉ là một cột thôi. Có thể thấy là cái thiết kế cái sản phẩm này nó có cái màn hình lớn và cái cách thức hiển thị và những cái thay đổi trong cách sử dụng nó đã rất là khác. Và bởi vì nó có một cái màn hình 5.5 inch, do vậy chúng ta sẽ khó dùng một tay, và Apple đã có nhiều cái thay đổi trong việc để cho chúng ta dùng một tay nó tốt hơn. Thiết kế khá là lớn và chúng ta cầm trên tay thì nó không khác nhiều so với những cái smartphone chạy Android. Tuy nhiên cảm giác nó dễ cầm, mềm mại hơn nhờ các cái đường cạnh này. Nó trông bo tròn và khác biệt so với những cái thiết kế của iPhone. Những cái thiết kế của iPhone từ đời 4 năm trở lại đây thì những cái thiết kế nó khá cấn tay. Thì cái phiên bản này cho phép chúng ta cầm lâu mà không hề mỏi. Thực sự thì cái thiết kế của cái phiên bản này nó không đẹp giống như iPhone 6 vậy. Những cái đường viền về bằng cao su xen lẫn giữa cái thiết kế kim loại nguyên khối, và cái camera nó lồi lên, nó lồi rất là cao. Và cái thiết kế này thì tất nhiên là có lợi cho những người làm phụ kiện nhiều hơn. Cái màn hình nó thực sự đẹp, cái màn hình với khả năng hiển thị nó rất là chi tiết, và chúng ta có thể thấy là nó đầy màu sắc, không rực như Super AMOLED và cũng không quá sáng chói như một số cái sản phẩm mà nó tăng cái độ sáng lên. Tuy nhiên thì những cách thức hiện cái hiển thị hình ảnh trong cái này nó rất là vừa lĩnh mắt, vừa phải. Thiết kế của cái phiên bản này thì không khác nhiều so với iPhone 6. Nó vẫn có một cái phím tam giác âm lượng, một cái nút bật tắt âm thanh ở đây bên phía phải. Bên dưới là cái jack cắm tai nghe, một cái lỗ mic, loa ngoài, cổng lightning, khe cắm sim và nút nguồn nó nằm bên này. Nút nguồn thì nó thì hơi cao một chút, và nếu mà chúng ta cầm bên dưới này thì khó có thể với tay lên. Chúng ta buộc phải hơi cao một chút để với tay lên để bật tắt nó như thế này. iPhone 6 Plus là một cái thiết bị mà nó sẽ nhắm đến những cái người dùng mà cần một cái thiết bị màn hình lớn, những người dùng mà muốn cầm một cái thiết bị mà nó thay đổi, nó kết hợp cả tablet, kết hợp cả smartphone trong một, và chúng ta không muốn cầm tablet ra ngoài đường và chúng ta chỉ muốn cầm một cái thiết bị này thì nó có cả hai. Tuy nhiên là với những người dùng như người dùng nữ hay là những người dùng mà cần một thiết bị nhỏ gọn thì có thể thấy đây cái thiết bị này nó khá là lớn so với bên mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.